anh em. Thì về trước mặt anh em đây là mẫu xe điện 3 bánh G5. Thì chiếc xe này có một cái kiểu dáng mini, rất minion, rất nhỏ nhắn và xinh xắn. Đó. Thì chiếc này sẽ phù hợp cho chúng ta đi trong đô thị hơn, và cũng được tích hợp là cầu V-side. Đấy. Và hệ thống động cơ cũng chống lật, chống bó cứng, chống trôi dốc. Đấy, vận tốc tối đa thì đâu đó từ 25 đến 30 km trong 1 giờ. Và quãng đường di chuyển nó sẽ đạt được tới 60 đến 80 km trong một lần sạc. Và cái chiếc xe này thì đặc điểm của chiếc xe sẽ có rất là nhiều giỏ để chúng ta đựng đồ. Ắc quy của chiếc xe này thì được sử dụng ắc quy 48V 30Ah. Đây là một người mình to quá nhé, nên là ngồi có thể là chiếm hết cái diện tích của chiếc xe. Đấy. Chiếm hết cái diện tích của chiếc xe này. Và cái chiếc xe này sẽ được trang bị một cái giỏ phía đằng trước này. Đấy. Và một hệ thống đầu đèn. Đấy. Hệ thống đầu đèn. Đấy. Lốp phía đằng trước của chiếc xe sẽ được sử dụng lốp 300-8, lốp không xăm nha anh em nhé. Đấy. Hệ thống khung này. Đây là dầu. Đây là dầu. Và chiếc xe này thì có một hệ thống phanh chân. Đấy. Ở phía sau của chiếc xe này sẽ được sử dụng là phun sắt. Thì hiện tại là xe mới mình vẫn đang để bọc. Đó. Đang để bọc. Rồi, và về phía đằng sau này của chúng ta sẽ được thiết kế một cái tựa lưng. Đó. Đây. Về phía lốp đằng sau, và cái đằng sau của chúng ta sẽ được trang bị cái gì? Ở đây của chúng ta sẽ được trang bị một cái giỏ để đựng đồ nho nhỏ, và hệ thống đèn cảnh báo phía đằng sau gồm đèn xi nhan, đèn phanh và đèn lùi. Và ở phía dưới này của chúng ta sẽ được tích hợp lên là cầu V-side. Đấy. Đây là cầu V-side. Cầu V-side này cũng có thể chống nước. Đó. Cầu V-side này sẽ có động cơ đâu đó là 600W. Đấy. Và lên 5 bình thì nó có thể lên là 800W. Đấy. Và cái hệ thống giảm sóc hai phía đằng sau này rất ok luôn. Đấy. Rồi. Giờ thì theo anh em, chiếc xe này thì với cái mức giá là 13.900.000 đã bao gồm miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, nó có hợp lý với túi tiền của anh em không nhá? Rồi. Giờ thì mình cũng phải xin chào tất cả anh em ở những video khác của Đức Mai Đồ.